Đây là ống chề, con gái của ta. Vì quá ghen tị với nhan sắc của nó mà một phù thủy đã yểm lên nó một lời nguyền vô cùng ác độc. Hễ nó chạm tay vào ai, người đó sẽ tan biến mãi mãi. Lo sợ ống chề ế chồng, ta đã ra lệnh, ai có thể nắm tay ống chề mà không bị tan biến, người đó sẽ lấy nó làm vợ và được thừa kế ngai vàng của ta. Và sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, điều kỳ tích đã xảy ra. Có ba hoàng tử khôi ngô tướng tú đến xin được làm phò mã của công chúa. Mời hoàng tử thứ nhất. Ông chè, chỉ cần chúng ta yêu nhau mà không chạm vào nhau thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ bị tan biến. Mời nàng. Oh, wow. Beautiful. Chín trăm chín mươi chín. Tại con mũi mà. Chà hiểu mà. Cho đòi người tiếp theo. Chào nàng, ta tên Phụ, nhà ta làm nghề bạc. Người ta hay gọi ta là Phụ Bạc, nhưng ta rất là chung tình. Nhiều ha, cái này chỉ là tay giả thôi. Ta biết nàng bị nguyền rủa nên ta chỉ xài tay giả để ta không bị tan biến. Từ nay yêu nàng ta chỉ cần xài đồ giả là hết sợ rồi. Đúng rồi cha, chỉ cần xài đồ giả là không bị tan biến. Đúng rồi ha. Đồ giả nè. Đồ thiệt. Người thứ 1000 rồi. Trời đất ơi, tại sao không có người nào cho ta chạm vào được hết vậy nè? Có. Có ta đây. Chàng thì có gì khác với người kia? Người ta còn có tay giả để bảo hộ. Ta không có gì cả, nhưng mà nàng thử chạm vào tay ta xem. Chơi ngu thì chết ráng chịu nha, đừng có đổ thừa đó. Tại sao chàng không bị tan biến? Đó là vì ta có đồng hồ Tigon, mặt kính làm từ sapphire, bền bỉ không tan chảy, thách thức mọi sự đụng chạm. Wow. Con hết ế chồng rồi, con hết ế chồng rồi. Ấy, nhưng mà không sao, tôi thì khác kế thừa rồi. Đúng rồi. Đồng hồ Tigon, đồng hồ vàng là có được nàng. Khoan đã. Cởi gì cũng được, nhưng không được cởi đồng hồ Tigon. Nếu không, ta sẽ bị tan biến đó.